Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình lại quay với một cái chủ đề khá là thân thuộc ở trên kênh của mình. Thì anh em cũng đốc thúc mình làm về cái chủ đề này rất là nhiều. Thì hôm nay mình quay trở lại với một cái dòng thú cưng rất là lạ. Tuy nhiên là anh em cũng đã nghe được những cái thông tin, những cái bài báo ở trên các nguồn của nước ngoài. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái dòng thú chơi đó ha. Như các bạn đã biết thì các cái dòng bò sát á, thì đều có cái hình thù giống như những cái dòng thằn lằn đó. Thì tuy nhiên cũng có một cái dòng khá là đặc biệt trong cái dòng bò sát mà có hình dáng như vậy. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái dòng, đó là cái dòng Legless Lizard. Thì như các bạn đã nghe cái tên thông thường của nó như vậy thì các bạn cũng đã dần dần đoán ra được là cái dòng này nó không có chân và nó là một cái dòng thằn lằn. Tuy nhiên cái hình thù của nó ở bên ngoài á, nó sẽ khá là giống như một cái con rắn. Thì rất là nhiều bạn, những người mà thứ nhất là không có đam mê hoặc là không am hiểu về bò sát, cái thứ hai là họ bị đánh lừa bởi cái vẻ bề ngoài của cái dòng bò sát này, thì họ sẽ suy nghĩ rằng đây là một cái con rắn, thứ nhất là có độc và cái thứ hai là có thể là nó không độc nhưng mà nó là một cái dòng bò sát phải gọi là không chân, giống như là những cái dòng rắn, dòng trăng. Tuy nhiên thì cái dòng này nó có một cái đặc điểm khá là khác biệt so với những cái dòng rắn, dòng trăng, đó là cái vẻ bề ngoài của nó. Đây, mình giới thiệu với các bạn, đây là một dòng Legless Lizard ha. Thì đây là dòng Legless Lizard của Việt Nam. Ở trên thị trường hiện nay thì có một dòng khá là phổ biến về Legless Lizard, đó là cái con ở châu Âu, đó là European Legless Lizard. Thì cái con đó nó sẽ to hơn cái bạn này rất là nhiều. Thì cái bé này là một dòng bò sát của Việt Nam nha mọi người. Đây là một dòng bò sát của Việt Nam. Đây, đó. Rất là nhoi luôn các bạn. Đó, thì cái sự khác biệt của cái dòng này nó là gì? Đây các bạn có thể nhìn cái con mắt nè. Đó, cameraman zoom được con mắt không? Đó, thì cái con mắt này nó là dạng hột nhãn nha các bạn. Thì cái con mắt này nó khá là giống với thằn lằn. Và nó có mi mắt nữa. Đó. Còn rắn thì các bạn có thể lên trên mạng search về những cái con mắt của rắn á, thì nó là dạng giống như là một cái đường thẳng xuống. Đó, thì hai con mắt nó đã khác nhau ha. Và cái thứ hai nữa, rắn sẽ không có lỗ tai nha mọi người. Rắn nó sẽ không có lỗ tai hiện rõ ra như thế này. Tuy nhiên rắn nó chỉ nghe được rung động thôi mọi người. Nó chỉ nghe được những cái rung động thôi. Còn này nó có hai lỗ tai nè. Đó, hai lỗ tai hai bên. Đây và bên đây. Đó. Và một điểm đặc biệt nữa thì đó là cái đuôi của con này nó sẽ khá là dài. Đó, rắn thì các bạn có thể thấy là cái đuôi của tụi nó cũng khá là ngắn thôi. Nhưng mà cái đuôi của con này nó nằm ở đây nè mọi người. Đây nè. Đây cái lỗ hậu môn ha. Và cái đuôi nó như thế này nè. Đó, từ đây cho xuống. Đó, các bạn có thấy cái đuôi nó dài không? Đúng, đúng. Đó. Thì cái dòng này theo như mình tìm hiểu thì hiện tại thông tin của chúng cũng khá là hạn chế và không có quá nhiều trên thị trường hiện nay. Đó, thì cái dòng này tên khoa học của nó là Dobasia gracilis. Thì nó có một cái người anh em khá là giống của nó nữa, đó là con Dobasia hati. Tuy nhiên cái con hati đó thì nó cái hoa văn ở trên người của nó thì sẽ khác với con gracilis ở chỗ là con hati nó sẽ hoa văn màu vàng. Màu vàng. Và con này thì nó lại là màu xanh. Đó, bạn có thể thấy cái những cái đường ở phía trên người đó nè. Đó, nó sẽ là màu xanh, còn con hati nó sẽ là màu vàng. Thì cái dòng này cũng mình cũng mới được sở hữu ở gần đây thôi, thì cũng được một số anh em tạo điều kiện để chơi. Đó, thì để review cho các bạn. Thì cái dòng này nó khác rắn và chăn ở chỗ là nó sẽ không có bò trường dựa trên các cái cơ hoặc là những cái khớp ở phần dưới bụng, mà tụi nó sẽ sử dụng cái phần như ở đây nè. Đó, các bạn có thể thấy cái rãnh ở đây ha. Đó. Nó sẽ di chuyển nhờ những cái bộ phận này. Cho nên là khi mà các bạn setup cái chuồng á, các bạn nên setup thêm một số những cái ví dụ như là rêu hay là gỗ hay là những cái cục đá để mà cho các bé nó dựa tựa vào đó để nó trường đi ở phía trên. Tuy nhiên thì cái dòng này nó có một cái đặc điểm, đó là nó hay trốn xuống dưới đất đó mọi người, nó chui xuống đất. Cho nên dẫn đến cái việc là thường anh em mà chơi cái dòng này á, là anh em sẽ ít bắt gặp nó ở bên ngoài, bởi vì tụi nó chui xuống đất không à. Ok, thì mình sẽ nói qua về cái cách setup cũng như là những cái trải nghiệm của mình đối với bé này ha. Đó. Thì cái setup như thế này. Cái trong cái hộp này của mình sẽ setup là cái nền nó sẽ dày hơn một xíu. Cái hộp này thì cũng cái nền nó cũng không quá dày đâu, nhưng mà mình nghĩ cái này là cũng đã ok rồi. Thì cái nền mình sử dụng đó là Forest Floor của Zoomed. Đây là một cái nền khá là đắt tiền và khá là hiếm trên thị trường nha mọi người.
không có phổ biến đâu, cho nên là cũng khá là khó kiếm. Tuy nhiên thì anh em có thể sử dụng những cái nền khác, ví dụ như là mùn dừa đã qua xử lý sạch sẽ, hoặc là cái đất mà anh em hay sử dụng để chơi nhện hay là isobot á, thì cái đất đó mình nghĩ nó khá là ok, với cái đất nó định hình được khá tốt. Thì ở đây mình sẽ setup là thêm một lớp rêu phía trên nữa để nó giữ ẩm, và cũng như là để cho các bé nó trường đi được á, nó sẽ có một cái độ bám cho các bé. Và ở đây mình sẽ setup có hai cái chén, thứ nhất là cái chén nước để cho nó tạo độ ẩm cố định, và cũng như là các bé có thể uống nước qua cái chén này. Và một cái chén còn lại thì cái chén này các bạn sẽ đựng thức ăn. Thì thức ăn của cái dòng bò sát này sẽ là sâu dế và dán. Thì các bạn cứ để đây thì buổi tối các bé sẽ cái bò lên ăn. Các bạn cũng có thể đút các bé ăn giống như các dòng bò sát như là BD hay là LG. Tuy nhiên thì các bạn phải thật sự kiên nhẫn nha, tại vì cái dòng bò sát này nó sẽ không có phù hợp cho các bạn có đam mê đút bò sát ăn đâu. Đó. Và một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đối với cái dòng bò sát này á, đó là nhiệt độ. Thì cái dòng bò sát này theo như mình tìm hiểu là được anh em nuôi ở ngoài Bắc khá là nhiều. Tuy nhiên xuống ngoài Nam á, thì anh em thấy là ở cái thời gian hiện tại tuy là đã mưa nhưng mà cái nhiệt độ của nó không có phù hợp đối với cái bé này. Cho nên là hiện tại mình đang nuôi bé ở trong phòng ngủ và để ở nhiệt độ dưới 28 độ C để cho bé nó có thể sống nó tốt hơn và nó happy hơn. Thì chắc chắn các bạn khi mà nghe cái phần giới thiệu của mình thì các bạn sẽ thắc mắc là nếu vậy thì mình có cần các cái đèn như là UVA, UVB để cho bé nó giống như những cái dòng bò sát khác hay không. Thì theo như cảm nhận của mình thì là không cần thiết nha mọi người. Các bạn có thể sử dụng các cái đèn UV 5.0 dành cho các dòng bò sát nhiệt đới. Tuy nhiên thì mình nghĩ là một tuần các bạn có thể phơi nắng 1 đến 2 lần cũng được, không vấn đề gì cả. Cái bé này nó đa số phần thời gian là tụi nó chui xuống dưới đất thôi, cho nên cái việc mà các bạn chiếu đèn thì mình nghĩ nó cũng không quá là cần thiết cho cái dòng bò sát này đâu. Thì đó là những cái vấn đề về chăm sóc. Thì thực sự mà nói cái dòng bò sát này rất là đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc. Một tuần thì mình chỉ cho ăn từ 1 đến 2 lần thôi mọi người, cho nên là không có tốn quá nhiều thời gian chăm của mọi người, và cũng như mọi người không cần có thời gian phải thuần đâu. Như mọi người thấy lúc nãy mình đã cầm trên tay rồi thì bé rất là ngoan, chỉ có một cái là nó hơi bị nhoi mọi người, tại cái dòng này nó không thích bị cầm trên tay á, thì nó hơi nhoi thôi. Còn gọi là những cái vấn đề liên quan tới vết cắn thì gần như dòng bò sát này tỷ lệ cắn của nó cũng không có quá cao đâu. Về cái vấn đề tại sao cái dòng bò sát này nó còn khá là mới lạ, bởi vì cái dòng này mặc dù là của Việt Nam, tuy nhiên thì nó cũng khá là hiếm trên thị trường, và cũng như là chưa có một cái tài liệu về vấn đề phân biệt giới tính hay là sinh sản. Cho nên là hiện tại trên cộng đồng của bò sát thì chưa phổ biến cái dòng này, mặc dù nó cũng khá là dễ chăm sóc. Đó, thì ngay cả thông tin mình tìm trên mạng cũng như vậy nữa, ngay cả cái tên khoa học thì mình cũng đã phải lần mò cũng như là hỏi những cái keeper nước ngoài, thì họ cũng gần như không hề biết về dòng này luôn. Cho nên là mình nghĩ đây cũng là một cái hay của Việt Nam khi mà sở hữu một cái dòng legless lizard này. Nghĩa là ở châu Âu thì họ đã có một cái dòng nó cũng khá là to rồi, tuy nhiên để sở hữu một cái dòng mà nó đẹp như thế này thì đúng là chỉ có Việt Nam mới có thôi. Đó, thì đây là một cái setup khá là cơ bản thôi mọi người, đây là dành cho các bạn nào mà muốn sở hữu cái dòng này. Thì hiện tại thì mình cũng chưa có nắm được là ai là người có thể bán cái dòng này, cho nên là rất là xin lỗi các bạn là mình không tiện chia sẻ trên đây. Đó, thì đây là một cái sự chia sẻ về một cái dòng thú chơi liên quan tới bò sát, nhưng mà nó lại khá là mới lạ cho anh em, là dòng legless lizard ha. Tên khoa học là Dopacia gracilis. Mình sẽ để phía trên màn hình đây để cho mọi người có thể lên trên mạng search. Thì thực ra là những cái bài viết báo cáo thì đa số là những bài viết nó còn khá hạn chế mọi người, cho nên là sẽ không có quá nhiều đâu, cho nên là chỉ có những cái hình ảnh là đặc trưng nhất thôi. Đó, thì độ ẩm các thứ rồi là các bạn sẽ có thể đảm bảo được là setup bởi cái rêu này nó giữ ẩm khá là tốt. Thì anh em chơi isobot hay là những cái dòng nhiệt đới thì sẽ khá là quen thuộc với cái rêu này. Đó, đây là một cái setup cơ bản và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Chỉ có một cái là cái nền này nó hơi mắc tiền một xíu thôi mọi người có thể thay thế bằng những cái lót nền khác nó sạch sẽ hơn một xíu và nó tiết kiệm chi phí hơn một xíu là được. Ok, thì đó là về những cái chia sẻ của mình về dòng pet legless lizard này. Thì đây là một dòng của Việt Nam ha, rất là đáng tự hào khi mà một cái dòng bò sát mới lạ và hiện nay được khá là nhiều keeper nước ngoài ưa chuộng, thì ở Việt Nam mình cũng đã có một cái dòng
nó như thế này, thì mình nghĩ là đây là một cái dòng khá là đáng để anh em có thể trải nghiệm. Ok, thì clip của mình tới đây là đã giới thiệu cho anh em về một cái dòng bò sát mới lạ rồi ha. Thì nếu như mà anh em cảm thấy clip này của mình hay và đã cho anh em biết thêm về một cái dòng bò sát nó cực kỳ là độc lạ nữa, thì anh em có thể để lại cho mình một like, một share. Đồng thời là anh em hãy đăng ký kênh để mình tiếp tục làm những cái dự án, những cái video về bò sát trong thời gian sắp tới. Ok, bye bye anh em nha.